Chazilera trên con phố yên tĩnh cách Paris nửa giờ đồng hồ. Rất nhiều cư dân đã nghỉ hưu sinh sống ở đây thể hiện sự tò mò. Mọi con mắt tập trung vào căn hộ số 11. Nằm trong điều kiện bí mật tuyệt đối, đằng sau cánh cửa đóng chặt, hai người đàn ông đang đối mặt với nhau. Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Nixon, và Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1970 đến năm 1973, ở một nơi rất xa Việt Nam, hai người đàn ông sắp xếp các cuộc đàm phán bí mật tại Chazilera, Gypsy-Yvette và Saint-Nom-la-Bretèche ở ngoại ô Paris. Đến giờ, mọi người vẫn không biết đã có hàng trăm giờ đàm phán được ghi âm lại. Tôi nghĩ hôm qua chúng ta đã giảm xuống chỉ còn 2 vấn đề, giờ lại là 17 điểm. Sự thay đổi đột ngột này thực sự gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Thế còn một vấn đề nữa đó, là cái hiệp định tuy còn 2 vấn đề lớn, nhưng mà trong cái hiệp định của chúng ta đó, thì những vấn đề hiểu biết đơn phương ấy, nó cũng rất là hiểu biết ấy, nó cũng rất là quan trọng, nó liên quan đến hiệp định. Mà đối với cái chương này thì cái chương đó đối với chúng tôi là quan trọng. Hai người ở hai thế giới khác biệt về văn hóa, hệ tư tưởng và sự nghiệp, họ đang ở trong cuộc chiến, làm thế nào để có hòa bình? Tóm lại, chúng tôi mong muốn rằng cuộc gặp gỡ sẽ đạt được thỏa thuận tốt nhất vì cuộc chiến đã kéo dài từ rất lâu rồi. Đến thời điểm đàm phán, cuộc chiến đã kéo dài hơn 10 năm giữa một cường quốc đứng đầu thế giới với một đất nước nhỏ bé, dân số chủ yếu là nông dân. Đối mặt với nước Mỹ không nao núng là một Việt Nam quyết tâm kháng cự đến cùng. Để chiến thắng cuộc chiến, các bên đều muốn ép đối thủ đàm phán hòa bình sao cho có lợi cho bên mình. Nhưng những tiến triển trong đàm phán luôn bị cản trở bởi chính quyền thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chính quyền đang đối mặt với thứ nhất là phe quân sự và chính trị đối lập vững mạnh, tức Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Thứ hai là cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Mỹ. Và hơn nữa là sự cân bằng mong manh của mối quan hệ Đông Tây trong cuộc chiến tranh lạnh. Số phận của cả một dân tộc có thể phụ thuộc vào những cuộc đàm phán bí mật đó. Chiến tranh Việt Nam, những cuộc đàm phán bí mật. Đạo diễn Daniel Rosen. Hai năm trước cuộc gặp đầu tiên giữa cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger, một lực lượng chính trị mới bắt đầu gây sức ép đối với cuộc chiến, người dân Mỹ. Nhưng không chỉ có dư luận Mỹ mà cả thế giới đang đòi hòa bình và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Cuối tháng 3 năm 1968, tình hình chiến sự xấu đi. Quân đội Mỹ ra lệnh. Tổng thống Johnson quyết định đàm phán với Bắc Việt Nam, tức chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hai tháng sau, các cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra ở Paris giữa Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy của Bắc Việt Nam và Đại sứ Mỹ Averell Harriman không có kết quả. Phải mất 8 tháng để quyết định những ai sẽ ngồi xuống bàn đàm phán, bởi vào thời điểm đó ở Việt Nam, 4 lực lượng quân sự đang tham chiến, miền Bắc Việt Nam với thủ đô Hà Nội do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Hà Nội ủng hộ lực lượng kháng chiến ở miền Nam Việt Nam, chính quyền chống cộng Sài Gòn được quân đội Mỹ ủng hộ. Đối với Mỹ, thì những thách thức bao gồm sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc ở vĩ tuyến 17. Sau khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền ở Trung Quốc, tiếp sau đó là Bắc Triều Tiên và Bắc Việt Nam, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mỹ lo sợ hiện tượng lây nhiễm. Còn vấn đề của Hà Nội là gì?
Điều mà chúng tôi yêu cầu cũng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu. Chúng tôi đòi được tự do và độc lập. Mỹ rút quân và loại bỏ chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn muốn phân chia đất nước, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, không, chúng ta là một quốc gia, một dân tộc. Cuối năm 1968, trong suốt các cuộc đàm phán chính thức ở Clébert, Paris, chiến lược chính sách ngăn chặn của Mỹ cho thấy rất tốn kém. Binh lính Mỹ không còn tin vào chiến thắng trước đối thủ khó nắm bắt như vậy. Từ thời điểm đó trở đi, đối với Washington, mục tiêu là rút quân đội thoát khỏi tình trạng xa lầy trong danh dự. Một lực lượng nữa bên bàn đàm phán là chính quyền Sài Gòn, với người đứng đầu là tướng Nguyễn Văn Thiệu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự ủng hộ của Mỹ. Thiệu lo lắng Mỹ có thể bỏ rơi mình tại bàn đàm phán hòa bình. Ông ta dự định ngấm ngầm phá hoại các cuộc đàm phán. Đối với Mỹ, ông ta trở thành một đối tác gây cản trở. Chúng tôi không muốn phản đối các cuộc đối thoại, vì như thế chúng tôi sẽ bị buộc tội chống lại hòa bình. Nhưng chúng tôi nói với người Mỹ, những người bắt đầu đàm phán với Bắc Việt Nam, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là tương lai của Việt Nam tùy thuộc vào người Việt Nam chứ không phải người Mỹ. Nhân vật cuối cùng trên bàn cờ là lực lượng giải phóng mặt trận miền Nam Việt Nam, được gọi với biệt danh Việt Cộng, nằm dưới sự chỉ đạo của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, do bà Nguyễn Thị Bình đại diện có mặt tại Paris. Là cựu tù binh chính trị của chính quyền Sài Gòn, tham gia phong trào phản đối chính phủ Sài Gòn từ thời kỳ đầu, bà là tiếng nói của lực lượng đối kháng chính quyền Sài Gòn đang kiểm soát một phần miền Nam Việt Nam và có cùng mục tiêu với Hà Nội là buộc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, lật đổ chính phủ Thiệu. Chúng tôi vừa đánh vừa đàm phán. Đó là chiến thuật. Chúng tôi chiến đấu ở cả ba mặt trận, trên chiến trường, ở mặt trận chính trị và cả ở mặt trận ngoại giao, để tăng cường sức mạnh trong cuộc chiến của chúng tôi. Khi mỗi bên đứng trên lập trường của mình, các cuộc đàm phán thất bại. Các nhà báo so sánh cuộc đàm phán giống như cuộc trò chuyện của những người khiếm thính. Đó là do mỗi bên tuyên bố quan điểm của mình, sau đó là những bình phẩm qua lại. Suốt 3 năm liền, cuộc đàm phán diễn ra như vậy. Lần này cũng như lần trước không có gì mới. Cette fois-ci, comme la séance dernière, il n'y a rien de nouveau. Tổng thống mới của Mỹ, Richard Nixon, sau đó đã đề nghị tiến hành đàm phán bí mật với Hà Nội. Ngày 5 tháng 8 năm 1969, Henry Kissinger, cố vấn an ninh của Nixon và Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy đã gặp mặt tại một căn hộ trên đường Rivoli ở Paris. Đón tiếp họ là Jean Saint-Denis, đặc ủy Cộng hòa Pháp tại Bắc Bộ. Chính phủ Mỹ, chính xác hơn là Tổng thống Nixon và cố vấn của ông, cảm thấy rằng những cuộc đàm phán ở phố Kléber đang bị chìm đi. Rằng song song với những cuộc trao đổi này, cần phải có các cuộc tiếp xúc trực tiếp hơn. Nhưng các cuộc tiếp xúc này cũng phải kín đáo, nếu không muốn nói là bí mật nhất có thể. Và họ đề nghị tôi thu xếp việc này. Sự việc diễn ra vậy đấy. Bí mật, nền móng của các cuộc đàm phán. Đối với các nhà ngoại giao bóng đêm, bí mật cho phép họ biểu dương lực lượng, đe dọa, mặc cả và đánh lừa đối thủ, cũng như dự đoán trước các vấn đề chính trị, quân sự. Cánh cửa đóng kín cho phép họ nới lỏng ngôn từ và thoát khỏi đối tác đang gây phiền hà.
Chừng nào họ còn giữ bí mật thì những gì được đàm phán chỉ là chuyện liên quan đến họ. Henry Kissinger và cố vấn Lê Đức Thọ là những nhà ngoại giao giỏi, nhiều kinh nghiệm trên bàn cờ chính trị. Kissinger biết Lê Đức Thọ đã chiến đấu chống lại người Pháp, từng bị giam giữ và tra tấn tại nhà tù Côn Đảo, là một trong những người có vị trí cao nhất trong đảng lãnh đạo cầm quyền của Việt Nam. Nhưng Kissinger không biết, người ở trước mặt ông ta là một trong những nhà lãnh đạo của quân giải phóng, người vừa rời khỏi chiến trường miền Nam Việt Nam. Đối với cố vấn Lê Đức Thọ, ông hiểu rõ tiểu sử của Kissinger. Kissinger trốn thoát phát xít Đức năm 1930, là người thân cận của Nixon. Trong hồ sơ, ông ta là một học giả, giảng viên của Harvard và là một nhân vật nổi tiếng đã quen với ánh hào quang của xã hội thượng lưu. Nhưng một sự kiện quan trọng khiến cuộc gặp đầu tiên của Kissinger và cố vấn Lê Đức Thọ phải hoãn lại. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Ở bên Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó có cố vấn Lê Đức Thọ và các nhà lãnh đạo khác của đất nước. Quốc tang được tổ chức ngay giữa cuộc chiến. Washington lo ngại sự kiện này ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội. Trong khi tiến hành tang lễ, người dân hô vang lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chúng ta nhất định giành thắng lợi." Ngày 21 tháng 2 năm 1970, cuộc gặp đầu tiên của cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger diễn ra. Phái đoàn đàm phán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng ra đón tiếp tại một biệt thự được thuê ở cách xa Kléber, Paris, số 11 đường D'Arte ở Choisy-le-Roi. Theo lịch trình, cuộc đàm phán bắt đầu từ 9:30 sáng, cẩn trọng và tỉ mỉ. Cố vấn Lê Đức Thọ đến sớm, Henry Kissinger trong phong thái tự tin cùng với 4 đồng nghiệp có mặt đúng giờ. Đấy là cuộc gặp đầu tiên của cố vấn Lê Đức Thọ và Kissinger. Họ bắt tay. Sau đó, trao đổi vài câu theo nghi thức. Mười người ngồi quanh chiếc bàn lớn hình chữ nhật, có cả phiên dịch. Hai bên đàm phán ngồi đối diện, cửa đã đóng. Câu chuyện diễn ra khẽ khàng trong căn phòng cách rất xa chiến sự. Hai người đàn ông đang cân nhắc đối thủ. Trong suốt các cuộc gặp bí mật, chúng tôi thảo luận các vấn đề, từ mà Henry Kissinger thường dùng là các vấn đề quan trọng. Cuộc gặp đầu tiên kéo dài gần 6 giờ đồng hồ. Đúng 9:40 sáng, cuộc đàm phán bí mật bắt đầu. Cố vấn Lê Đức Thọ nói, ông không tin vào chữ tín của người Mỹ. Các ông nói đến hòa bình, nhưng lại gây ra chiến tranh. Chúng tôi thận trọng vì chúng tôi luôn bị lừa. Năm 1945, chúng tôi ký hiệp định với Pháp, nhưng sau đó họ đưa quân đội của họ tới. 9 năm sau, chúng tôi ký hiệp định Geneva, và gần như ngay sau đó, nó đã bị xé bỏ. Vì vậy, tôi băn khoăn không biết thiện chí của các ông có thực sự không. Tôi đề nghị các ông thẳng thắn với chúng tôi. Trong suốt thập kỷ chiến tranh này, các ông đã tiêu tốn tiền bạc mà không thu được lợi gì. Tôi không hiểu điều gì khiến các ông tiếp tục cuộc chiến này. Khi báo cáo với Tổng thống Nixon, Kissinger đã hé lộ một chút lạc quan. Thưa Tổng thống, về cơ bản, chúng tôi không thống nhất quan điểm, nhưng cuộc gặp sáng nay là tích cực. Sau bữa trưa, hai bên trở lại bàn đàm phán. Cuối cùng, cố vấn Lê Đức Thọ đề cập đến một vài điểm. Việc Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Tiếp theo là vấn đề chính phủ điều hành ở Sài Gòn. Sau đó là việc quân đội miền Bắc Việt Nam đóng quân ở miền Nam Việt Nam. Rồi đến vùng phi quân sự. Kissinger sắp xếp vấn đề ưu tiên cho cuộc gặp tiếp theo. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là đạt được thỏa thuận song phương. Chúng tôi sẽ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, các ông rút quân về miền Bắc Việt Nam, đồng thời rút quân ở cả Campuchia và Lào. Hai người gặp lại vào tháng 3 và tháng 4 năm 1970. Đối với cố vấn Lê Đức Thọ, việc Mỹ đưa quân đến Việt Nam là bất hợp pháp. Kissinger đáp lại rằng, việc quân đội miền Bắc Việt Nam có mặt ở miền Nam Việt Nam cũng là bất hợp pháp. Và ông ta đưa ra điều kiện. Chúng tôi sẽ rút quân nếu các ông rút quân, thưa ông cố vấn. Cố vấn Lê Đức Thọ không từ bỏ. Ông nhắc lại, ông cố vấn an ninh, chúng tôi đang ở trên đất nước chúng tôi. Đây là vấn đề của người Việt Nam. Các ông là kẻ đến xâm chiếm. Một tháng sau, quân Mỹ tấn công, cuộc đàm phán dừng lại.
ngày 29 tháng 4 năm 1970, Mỹ cho giải thảm bom B-52 xuống miền đông Campuchia dọc biên giới Việt Nam. Một đợt tấn công tương tự được tiến hành ở Lào vài tháng sau đó. Mục tiêu của Mỹ là phá hủy đầu não chỉ huy quân đội miền Bắc Việt Nam và mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, phá hủy đường mòn Hồ Chí Minh. Khi đó, đường mòn Hồ Chí Minh đã trở thành một hệ thống giao thông lên đến vài ngàn km. Đó là huyết mạch sống nối liền Nam Bắc. Trên con đường đó, quân đội, vũ khí được chuyển vào Nam. Mỹ giải bom con đường giao thông này trong 10 năm mà không đạt được kết quả gì. Việc Mỹ can thiệp vào vấn đề ở Campuchia đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ, dẫn đến đụng độ với lực lượng vệ binh Cộng hòa trấn áp cuộc biểu tình. Ở khu đại học bang Kent, 4 sinh viên bị chết. Tôi nghĩ ngoại trừ phong trào hòa bình, không hề có các cuộc đàm phán hòa bình tại Paris. Rồi đến năm 1968, phong trào chống chiến tranh lên đến một đỉnh cao mới, cùng với cuộc tuần hành tại Lầu Năm Góc. Đây là một cuộc tuần hành lớn với hàng chục nghìn người, có lẽ lên đến 50.000 người tham gia đi ngang qua Lầu Năm Góc. Việc này có tác động lớn đến nước Mỹ vì họ nhận ra một sức mạnh thật sự. Phía sau hàng chục nghìn người đó chính là quần chúng nhân dân đang lên tiếng phản đối. Nhân dân muốn hòa bình. Nhân dân muốn chấm dứt những hành động giết chóc tại Việt Nam. Nhận thức về sức mạnh của phong trào hòa bình, Nixon đã ra chỉ thị về kế hoạch rút quân vào năm 1969. Tôi đã quyết định giảm số quân nhân cử đến Việt Nam xuống 484.000 người trước ngày 15 tháng 12. Ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản không còn là vấn đề ưu tiên vào thời điểm này. Mỹ đã tiêu tốn tiền bạc và mất uy tín trên thế giới. Richard Nixon muốn rút quân khỏi Việt Nam, nhưng phải thực hiện điều đó trong danh dự, chứ không chịu để bẽ mặt. Đợt rút quân đầu tiên có 50.000 trong tổng số 536.000 quân và được tiến hành ở tiến độ không phải vì hòa bình cho Việt Nam. Quân đội chính phủ miền Nam Việt Nam phải thay thế người Mỹ. Mục tiêu là tuyển binh, trang bị và huấn luyện 400.000 lính trong thời gian 3 năm, tạo ra một đội quân mạnh nhất ở Đông Nam Á từ con số 0. Hơn một năm trôi qua, Henry Kissinger và cố vấn Lê Đức Thọ gặp lại vào tháng 7 năm 1971. Liệu điều mà mọi người chờ đợi quá lâu, hòa bình, có đến gần hơn không? Hay họ chỉ cố kéo dài thời gian? Chiến thuật của họ chưa thay đổi. Hà Nội yêu cầu Mỹ rút toàn bộ quân, còn Washington trì hoãn cho rút quân từ từ, đồng thời với việc tăng cường quân đội cho chính quyền Sài Gòn. Có lẽ đến lúc Hà Nội và mặt trận giải phóng miền Nam nghỉ lấy sức sau trận chiến kéo dài nhiều tháng qua. Cuộc nói chuyện ở Paris giữa Kissinger và cố vấn Lê Đức Thọ tiếp tục. Với miền Bắc Việt Nam thì đã quen với việc vừa đàm phán vừa tấn công. Chúng tôi đã tranh luận về vấn đề lãnh thổ. Thời điểm đó cũng là thời điểm rất khó khăn với chúng tôi. Cuối năm 69, năm 70, thậm chí sang cả năm 71, vì quân đội Mỹ trang bị vũ khí rất hiện đại. Trong 10 năm, tính đến năm 1971, hàng nghìn tấn hóa chất cực độc, gồm cả chất độc màu da cam chứa dioxin, đã được giải xuống miền Nam Việt Nam. Chiến dịch mang tên Ranch Hand, bàn tay nông dân, là mật danh chỉ hoạt động phun thuốc diệt cỏ để khai quang. Mục tiêu là hủy diệt kẻ thù ẩn nấp trong đó, nhưng nạn nhân có cả những thường dân vô tội, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Khoa học phục vụ một tội ác ghê tởm, một công nghệ giải hóa chất có hệ thống và phương pháp. Cuộc chiến tranh hóa chất dài nhất mà thế giới từng chứng kiến, một sự hủy diệt sinh thái. Cho mãi đến ngày hôm nay,
dioxin vẫn còn gây ra chết chóc và khuyết tật. Ở Paris, các cuộc đàm phán đều thất bại và viễn cảnh hòa bình vẫn mịt mờ. Trong khoảng thời gian từ mùa thu năm 1971 cho đến đầu năm 1972, không diễn ra một cuộc gặp nào. Nixon tới Bắc Kinh, chuyến viếng thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng dưới thời Mao Trạch Đông. Sau đó, ông ta tới Moscow, quan hệ Đông Tây ấm dần lên. Đó là khoảnh khắc lịch sử đối với sự cân bằng và hòa bình thế giới. Đó cũng là dịp Nixon và Kissinger đề nghị Trung Quốc và Liên Xô cắt giảm viện trợ quân sự cho miền Bắc Việt Nam và gây áp lực đối với hai nước này, hãy yêu cầu họ nhượng bộ. Nhưng hai nước không chấp thuận. Chúng tôi đã nhận được viện trợ vũ khí hạng nặng của Liên Xô, sau đó là vũ khí hạng nhẹ và sự trợ giúp đặc biệt về hậu cần của Trung Quốc. Nhưng chúng tôi đã dùng vũ khí để tự chiến đấu, mà không phải viện tới sự tham gia của những người lính ngoại quốc trên đất nước mình. Ở Việt Nam, đó là cuộc chiến giải phóng đất nước, chứ không phải là chiến tranh thế giới hay cuộc chiến mang tính quốc tế. Trong khoảng thời gian 2 năm, Cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger đã gặp nhau 10 lần, luôn luôn trong vòng bí mật. Có thể những cuộc gặp mặt trực tiếp này đã giúp chấm dứt xung đột chăng? Tranh luận đối đầu buộc họ phải vạch ra một kế hoạch hòa bình. Họ đã học được cách đánh đòn cân não, thảo luận trên cơ sở những điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, vạch ra phương hướng hành động của mỗi bên và thăm dò tình trạng giao chiến của nhau. Tôi nghĩ ông Kissinger là một người rất thông minh. Ông ấy rất có óc hài hước và nhiều kinh nghiệm đàm phán. Nhưng ông cũng là người mưu trí và điềm tĩnh. Tôi đã vô cùng kính phục ông Lê Đức Thọ. Ông là đại diện cho một nước tương đối nhỏ, đàm phán với một cường quốc. Chiến lược của ông là làm lung lạc tinh thần của chúng tôi và không cho chúng tôi hy vọng hòa giải, trừ phi là theo điều khoản của họ. Ông làm việc đó với một nguyên tắc. Nhiệt thành, vẻ lịch sự và nắm chắc vấn đề một cách tuyệt vời. Thật không may cho chúng tôi khi có ông là đối thủ. Ông mang dáng vẻ của một đại diện cho sức mạnh của những người cộng sản cống hiến hết mình cho lý tưởng Marxist. Và ông đã có sự hậu thuẫn của phong trào hòa bình Mỹ. Nhờ đó, ông tin tưởng rằng mình có thời gian. Chúng tôi đã phải cố gắng nhẫn nại với ông. Cố vấn Lê Đức Thọ đấu tranh một cách dũng cảm và thông minh. Đó là lý do vì sao chúng tôi nói rằng ông Kissinger, một người vốn tự tin cao độ và có lẽ hơi một chút tự phụ, vẫn phải... Tôi không chắc dùng có đúng từ hay không, cúi đầu khuất phục trước cố vấn Lê Đức Thọ. Trong chiến dịch tấn công Trị Thiên mùa xuân năm 1972, miền Bắc Việt Nam đã giành được tỉnh Quảng Trị. Lần đầu tiên kể từ Hiệp định Geneva vào năm 1954, quân đội miền Bắc Việt Nam đã mạo hiểm vượt ranh giới vị tuyến 17. Mục tiêu của họ là lật đổ Sài Gòn và cũng để chứng minh rằng
họ sẽ đánh đuổi người Mỹ ra khỏi Việt Nam bằng mọi giá. Để thể hiện quyết tâm không nhân nhượng, Nixon cũng đáp trả. Sau 4 năm gián đoạn, những chiếc B-52 khổng lồ đã quay trở lại miền Bắc Việt Nam. Chúng dội bom vào các bến cảng và vùng ngoại ô Hà Nội, cả các nền đê nhằm phá hủy các con đê. Ramsey Clark, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời Johnson, đã tới khu vực cùng với một đoàn các nhà quân sự Mỹ yêu chuộng hòa bình để quan sát các thiệt hại. Chúng tôi đã trải qua 2 tuần trong suốt thời gian đánh bom dày đặc những con đê ở miền Bắc. Tháng 8 năm 1972, mục tiêu chính là hệ thống đê điều kiểm soát mực nước thủy lợi. Ý tưởng của cuộc chiến bằng bom là nhằm phá hủy khả năng kiểm soát mực nước của đất nước. Từ đó họ sẽ không thể cấy trồng lúa gạo, phá hủy mùa màng, dẫn đến thiếu lương thực nuôi quân, và kết quả là họ không thể tiếp tục cuộc chiến. Quân đội Sài Gòn được hỏa lực của Mỹ hỗ trợ đã lần lượt giành lại quyền kiểm soát các làng đã mất. 6 tháng giao tranh, kết quả vẫn là tình trạng giằng co bất phân thắng bại. Điều đó chứng tỏ chỉ có đàm phán hòa bình mới có thể mang đến hòa bình thực sự. Ông Kissinger bắt đầu tới Paris gặp gỡ các nhân vật khác một cách tuyệt đối bí mật. Giờ tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi đã giúp họ, thậm chí cá nhân tôi cũng giúp họ. Và điều lạ lùng ở Pháp là người ta giữ bí mật tuyệt đối. Và rồi một ngày, họ đổi từ bí mật sang kín đáo. Không phải do lỗi chúng tôi, có nghĩa là họ không còn giấu giếm các cuộc gặp gỡ nữa. Đơn giản là họ chẳng nói về những gì xảy ra ở những cuộc gặp gỡ đó. Các cuộc đàm phán luôn được ưu tiên hơn chiến tranh. Hai người gặp lại nhau từ tháng 7 năm 1972. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống, Nixon muốn tăng tốc tiến trình hòa bình. Một tình huống mà Hà Nội hiểu rất rõ. Đến thời điểm đó, giới báo chí cũng đã biết về những cuộc gặp bí mật này, nên địa điểm đàm phán phải thay đổi. Đảng Cộng sản Pháp, tổ chức vốn ủng hộ miền Bắc Việt Nam, cho mượn một biệt thự ở khu Gif-sur-Yvette thuộc sở hữu của họa sĩ Fernand Léger. Hôm đó, tôi có mặt ở Gif-sur-Yvette. Chúng tôi để Kissinger nói trước. Từ Sài Gòn trở lại đây, Kissinger không có thêm tiến triển gì theo yêu cầu của chúng tôi. Sau đó, cố vấn Lê Đức Thọ đã trao cho Kissinger một tài liệu bằng tiếng Anh. Cố vấn Lê Đức Thọ đã giải thích ý chính của tài liệu. Vấn đề mới nhất của ngày hôm đó là chúng tôi sẽ chấp nhận sự tồn tại của chính quyền Thiệu hay không. Đối với Hà Nội, liệu đây có thực sự là một sự nhượng bộ? Phải chăng mục tiêu duy nhất của họ không phải là sự ra đi của người Mỹ và sự thống nhất đất nước? Ông Thiệu hay không phải là ông Thiệu, thì một khi người Mỹ rút đi, sẽ chỉ còn lại vấn đề giữa những người Việt Nam. Kissinger và các thành viên của phái đoàn Mỹ đã nói, cố vấn Lê Đức Thọ, ông trao cho chúng tôi một tài liệu rất quan trọng. Ngày hôm sau, khi chúng tôi xem kết quả, chúng tôi nhận thấy họ đã chấp nhận 80% các đề xuất của chúng tôi. Và ngày 20 tháng 10, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận mà Nixon cho rằng rất tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng hòa bình đang ở trong tầm tay. Tại Washington, Henry Kissinger đã nói, hòa bình đang trong tầm tay. Kế hoạch thỏa thuận này rất bất lợi cho chính quyền Sài Gòn và có lợi cho miền Bắc. Anti-sud-vietnamien et très favorable au nord-vietnamien.
Nói cách khác, nếu đạt được thỏa thuận, miền Bắc Việt Nam sẽ tiếp tục đóng quân ở miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, chúng tôi, những người Việt Nam ở phía bên kia, chúng tôi muốn tất cả quân đội của miền Bắc Việt Nam rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, trở về miền Bắc Việt Nam. Kissinger đã phớt lờ vấn đề này trong cuộc đàm phán. Nhưng đối với chính quyền Sài Gòn, đó là vấn đề sinh tử. Khi tôi tận mắt nhìn thấy nhiều nấm mộ đến như vậy, nhiều hy sinh cho tự do và giải phóng Việt Nam đến vậy, tôi xin khẳng định rằng toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ phản đối bất kỳ nền hòa bình nào mà buộc miền Nam Việt Nam phải đầu hàng và giao miền Nam Việt Nam cho Cộng sản. Người dân đang kêu gọi ông ngăn cản tiến trình hòa bình phải không, thưa Tổng thống? Chỉ khi đó là một nền hòa bình đảm bảo, thì sẽ không có lấy một trở ngại nhỏ nào ở Việt Nam. Nếu không có đảm bảo, thì sẽ không chỉ có một ông Thiệu, mà sẽ có 7,5 triệu ông Thiệu phản đối điều đó. Tại Sài Gòn, Henry Kissinger lên kế hoạch thuyết phục Tổng thống Thiệu rằng ông ta cần mềm dẻo hơn. Ông ta xác nhận cam kết của Mỹ với chính quyền Sài Gòn. Trở lại năm 1968, với thiện chí tốt đẹp nhất, chính quyền cũ đã quyết định dừng ném bom ở miền Bắc Việt Nam và mọi người đều cho rằng giờ đây chúng ta sẽ có hòa bình. Nhưng chúng ta vẫn chưa có được điều đó. Chúng ta đã không có được, người ta đã không hiểu. Chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nữa. Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến này và xây dựng cơ sở cho một nền hòa bình lâu bền mà chúng ta đang tận hưởng ở những nơi khác và trên khắp thế giới. Tôi khẳng định đối với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó phải là một nền hòa bình trong danh dự chứ không phải hòa bình do đầu hàng. Sau khi Thiệu từ chối, Nixon đã gửi một điện tín cho Hà Nội. Ông ta đề nghị tiếp tục đàm phán. Đây là lý do vì sao ngày 11 tháng 11 chúng tôi đã trở lại Shipsy-Ivep lần thứ hai. Họ đề xuất khoảng 70 điểm sửa đổi đối với các vấn đề quan trọng. Nói cách khác, họ yêu cầu miền Bắc rút quân. Một lần nữa, chúng tôi không đồng ý. Chính Nguyễn Văn Thiệu là người áp đặt những sửa đổi này. Ông ta không muốn một mình đối diện với đối phương. Nixon và Kissinger biết rõ điều này và mong Sài Gòn từ chối. Nhưng Tổng thống Mỹ đang vận động cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông ta muốn là người kiến tạo hòa bình tại Việt Nam. Trong suốt tháng 11, hai bên gặp gỡ đàm phán. Washington đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hoặc quay về thỏa thuận trước đó và bỏ rơi Sài Gòn, hoặc chống lại Hà Nội, kèm theo nguy cơ đàm phán đổ vỡ một lần nữa và chiến tranh sẽ tiếp diễn. Theo tiến trình đàm phán, các sửa đổi của ông Thiệu lần lượt bị bác bỏ. Vào đầu tháng 12, chỉ còn lại một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Đó là vấn đề vĩ tuyến 17. Kissinger đề xuất một thỏa hiệp, vĩ tuyến 17, nơi mà ông đã từng muốn là ranh giới bất khả xâm phạm, có thể mở cửa cho thường dân qua. Điểm quan trọng này không còn là một vấn đề nữa. Vì quân đội của chúng tôi đã nằm ngoài khu vực đó. Bên phía miền Nam là 20 km. Cố vấn Lê Đức Thọ đã chuyển đề xuất của Kissinger về Hà Nội. Nhưng trái với mong đợi của tất cả mọi người, đề xuất này bị bác bỏ. Cố vấn Lê Đức Thọ nói với Kissinger, tôi phải trở về Hà Nội và hỏi ý kiến chính phủ tôi. Cố vấn Lê Đức Thọ nghĩ rằng, với việc đàm phán bị đình lại, phía Mỹ có thể làm một điều gì đó quan trọng. Một điều gì đó nguy hiểm. Tôi đã thông báo cho ông ấy một vài lần. Cả chính thức lẫn với tư cách cá nhân rằng các biện pháp mạnh sẽ được xem xét thực thi. Giờ tôi cũng có lý do để tin trên cơ sở những tài liệu đã được xuất bản từ đó tới nay
rằng ông ấy đã đề xuất chấp nhận tất cả những đề nghị này, nhưng Bộ Chính trị đã từ chối. Chúng ta còn hai vấn đề quan trọng trong thỏa thuận. Khi nào ông sẽ trở về Hà Nội? Tôi 15 đi thì 15, 16, 18 thì tôi về đây. Ngày kia là 15. Vậy thì hôm nay chúng ta cần giảm bớt các vấn đề có tầm quan trọng tối thiểu để chúng ta không phải gửi đi các bức điện tín quá dài. Chúng tôi sẽ liên lạc với ông sau khi ông trở về Hà Nội, và ông sẽ liên lạc với chúng tôi. Khi ấy chúng ta sẽ quyết định liệu có thể giải quyết vấn đề đó thông qua điện tín không, hay chúng ta cần gặp lại. Ngày 18 ông sẽ trở về Hà Nội, như vậy ông có thể ăn mừng Giáng sinh với gia đình. Chúng tôi thì Việt Nam không có cái tục ăn nói ăn đâu. Tôi biết. Kissinger chúc cố vấn Lê Đức Thọ một Giáng sinh hạnh phúc bên gia đình, và những trận mưa bom đã dội xuống Hà Nội ngay khi ông Lê Đức Thọ vừa về đến nhà. Và ngay lập tức, người Mỹ bắt đầu dội bom Hà Nội để đe dọa cố vấn Lê Đức Thọ. Mặc dù tuyên bố về một thỏa thuận hòa bình sắp diễn ra, nhưng trong suốt 12 ngày đêm, hàng trăm máy bay ném bom gồm cả 120 chiếc B-52 đã tấn công miền Bắc. Chiến dịch Linebacker 2 là chiến dịch đáng sợ nhất cuộc chiến tranh này. Các cuộc đàm phán vào tháng 11 và tháng 12 đã khiến Tổng thống Nixon và tôi đi đến kết luận rằng phía miền Bắc Việt Nam cho rằng họ có thể khai thác sự rạn nứt giữa chính quyền miền Nam Việt Nam và chúng tôi bằng cách kéo dài đàm phán. Và lần đầu tiên trong thời gian đàm phán, họ đã xử sự ngạo ngược bằng cách đưa ra những đề nghị mà bản thân họ biết rõ là vô lý. Chúng tôi đã quyết định phải cho họ thấy rằng họ đã vượt quá giới hạn và đã tiến hành hoạt động quân sự. Điều Kissinger không nói đến chính là ông ta biết rõ chiến dịch giải thảm này sẽ diễn ra bất kể thái độ của cố vấn Lê Đức Thọ ra sao. Bằng ghi âm bí mật cuộc nói chuyện giữa ông ta và Nixon vào ngày 2 tháng 12 năm 1972, hai tuần trước cuộc giải thảm, chính là bằng chứng cho thấy điều đó. Nếu như có kẻ thù xuất hiện trong giai đoạn tấn công và họ đang tìm cách đánh lừa chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ ném bom họ, chúng ta sẽ thả vào dịp nghỉ Giáng sinh và rút lui vào mùng 3 tháng 1. Phía bên kia đã quỳ gối vào tháng 10. Họ sẽ không bao giờ đi xa như họ đã từng làm. Đó không phải là một thỏa thuận tồi. Nó sẽ rất tốt nếu được tuân thủ đúng đắn. Nếu thỏa thuận được tuân thủ, phía bên kia sẽ buộc phải rút lui. Việc chúng ta phải làm bây giờ là thuyết phục họ rằng chúng ta sẽ không dễ dàng bị bao vây. Nếu bây giờ chúng ta thả lỏng cho họ, thỏa thuận sẽ không được tôn trọng. Hãy nhớ, chúng ta sẽ bị bao vây bởi các loại kẻ thù. Và ngoài ra, không bao giờ được quên rằng báo chí chính là kẻ thù, các tổ chức cũng là kẻ thù, các giáo sư là kẻ thù. Hãy viết lên bảng 100 lần và không bao giờ được lãng quên điều đó. Chiến dịch Linebacker 2 gây thương vong cho dân thường. Đối với các phi công, chỉ có một mệnh lệnh: khai hỏa và lãng quên. Trong thời gian 12 ngày, người Mỹ trút xuống miền Bắc một lượng bom tương đương với lượng bom đã thả xuống nơi đây trong suốt 10 năm. Mục đích là làm miền Bắc Việt Nam suy yếu hơn nữa, nhằm cho ông Thiệu có thêm thời gian củng cố chính quyền khi vắng Mỹ, và để Nixon và Kissinger ngẩng cao đầu rời khỏi Việt Nam. Vào ngày thứ ba của chiến dịch tấn công Linebacker 2, Washington đã gửi một điện tín tới Hà Nội: nếu nối lại đàm phán, chúng tôi sẵn sàng ngừng đánh bom, chấm.
Nhưng Hà Nội không trả lời. Họ không muốn chấp nhận quá nhanh để không tạo ấn tượng là họ cũng đang rất khẩn trương. Các trận bom B-52 trong suốt 12 ngày đêm này đã gây nên sự phẫn nộ và bất bình trong nhân dân, kể cả các chính phủ liên minh với Mỹ, chẳng hạn như chính phủ Anh. Tôi nghĩ với các trận đánh bom B-52, họ thực sự muốn gây chuyện với Hiệp định Paris. Vì trước tiên, theo tôi, các thỏa thuận đều bất lợi đối với Mỹ, với chính sách của họ. Và thứ hai, không gì ngoài việc họ muốn làm suy yếu miền Bắc trước khi rút quân. Sau chiến dịch Linebacker 2, họ đã đồng ý trở lại bàn đàm phán và giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng một cách rất nhanh chóng, theo tinh thần phù hợp với các đề xuất của chúng tôi. Rồi họ nói chúng tôi đã đề xuất quay lại bàn đàm phán vào tháng Giêng năm 1973 vì chúng tôi bị áp lực của những trận bom B-52. Điều đó hoàn toàn không đúng. Chúng tôi hiểu rằng những trận ném bom của Mỹ không thể giải quyết được vấn đề. Họ phải trở lại, và tất nhiên sau thất bại của họ, trận ném bom vào dịp lễ Giáng sinh, họ phải quay trở lại, và chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận họ, và họ phải cùng chúng tôi tìm một thỏa thuận chung. Chiến dịch Linebacker 2 đã phá vỡ tiến trình hòa bình vốn dĩ có vẻ như đã trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, một cuộc gặp gỡ bí mật mới cuối cùng đã được ấn định vào ngày 8 tháng Giêng. Lê Đức Thọ và Henry Kissinger đã gặp gỡ trong không khí rất căng thẳng. Khi Kissinger tới Schiff-sur-Yvette, luôn có một người mở cửa cho ông ấy và một người sẽ ra ngoài để đón ông ấy vào phòng họp. Nhưng ngày hôm đó không có một ai. Ngày hôm đó chúng tôi rời khỏi cánh cửa đã gần như đóng kín. Hai bên không bắt tay, cũng như trao đổi lấy một lời. Và cố vấn Lê Đức Thọ bắt đầu bài phát biểu bằng những lời lẽ đầy logic và hết sức bình tĩnh, nhưng ngữ điệu rất mạnh mẽ. Ông chỉ trích Nixon, chỉ trích chính phủ Mỹ, chỉ trích các trận bom của Hoa Kỳ, chỉ trích thái độ của Kissinger, chỉ trích tất cả. Ông ấy rất gay gắt. Tôi nhớ cái hôm 12 gặp ông cuối cùng thì cái vấn đề khu quân sự thì cũng đã giải quyết về cơ bản, tuy được còn một đôi vị trí khác nhau nhưng mà để giải quyết và về vấn đề chi tiết. Và chúng tôi trước khi về tôi đã nói với ông rằng là tôi về trong 12 ngày là cùng để mà trao đổi với chính phủ. Mà việc trao đổi đó là một sự cần thiết vì chúng tôi đó là phải từ ở xa, chúng tôi về cần phải có cái báo cáo và xin ý kiến để giải quyết nốt các vấn đề. Trước khi về tôi cũng đã nói chuyện với ông và nói nghe chuyện riêng với ông. Ông lấy cớ đó để ném bom trở lại miền Bắc. Giữa cái lúc mà tôi vừa về đến cái nhà, việc đón tôi ra, các ông đón tôi đến Hà Nội đó, có thể nói rất là lịch sự. Và tôi có thể nói được rằng là một cái hành động của các ông rất là trắng trợn và thô bạo. Các ông tưởng làm như vậy để có thể khuất phục được chúng tôi, các ông làm sao? Nhân dân chúng tôi cũng không hề tiếp cận. Vậy cái mục đích của các ông để mục khuất phục chúng tôi, để ép chúng tôi thì được phù phối. Và các ông đã không những thất bại mà để làm cái cuộc đàm phán thêm khó khăn thêm, kéo dài khó khăn thêm. Chính các ông đã làm cho danh dự nước Mỹ bị ven ô.
Bây giờ là các ông muốn giải quyết hòa bình thì chúng tôi giải quyết hòa bình. Các ông muốn tiếp tục chiến tranh thì chúng tôi tiếp tục đánh, không hề bao giờ chiến đấu. Khuất phục. Kissinger ở một tình thế khá nhạy cảm. Do đó, ông ta ngồi xuống và lắng nghe. Tôi đã nghe Kissinger nói. Ông Lê Đức Thọ, tôi đề nghị ông hạ giọng. Vì các nhà báo bên ngoài có thể nghe thấy. Và ông đang chỉ trích chính phủ Mỹ. Ông ấy lẽ ra phải rất giận dữ. Nhưng thực tế, ông ấy tỏ ra dễ chịu, mềm dẻo, rất có thiện chí hòa giải. Và chúng tôi đã giải quyết xong trong vòng một tuần. Không có lấy một lời buộc tội. Ông ấy là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Trong số tất cả các cuộc đàm phán giữa Kissinger và cố vấn Lê Đức Thọ mà tôi đã tham gia, đây là phiên đàm phán căng thẳng nhất, gay gắt nhất. Khi Kissinger nói rằng, nếu chúng tôi không đi đến thống nhất, những trận bom sẽ còn tiếp diễn. Cố vấn Lê Đức Thọ nói, cho phép tôi dừng lời ngài tại đây. Chúng tôi không hề run sợ. Giờ ngài sẽ phải rút lại những gì ngài đã nói. Một cuộc gặp cuối cùng diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng năm 1973 tại Saint-Nom-la-Bretèche, nơi đã giải quyết xong các chi tiết cuối cùng của tiến trình hòa bình. Đây cũng là buổi đàm phán bí mật cuối cùng sau 45 phiên làm việc trong hơn 3 năm. Họ ký kết hiệp định vào ngày 24 tháng 1 tại đại lộ Kléber ở Paris, gần giống với hiệp định tháng 10 năm 1972 mà người Mỹ, dưới áp lực của Thiệu, đã muốn tái đàm phán. Và ngày 27 tháng Giêng năm 1973, hiệp định chính thức được ký kết tại đại lộ Kléber giữa bốn đại diện của các bên xung đột. Cho nên ngày nay đã ký kết được bản hiệp định đó. Naturellement, avec la signature de l'accord, le peuple vietnamien manifeste une joie immense et en même temps une grande fierté. Họ nói rằng miền Bắc vui mừng vì về cơ bản họ đã có được điều mình muốn. Quan điểm của tôi không phải như vậy. Tôi không cho rằng miền Bắc không muốn cuộc đảo chính của ông Thiệu. Họ đã yêu cầu điều này suốt 4 năm. Họ đã không đạt được việc chấm dứt viện trợ quân sự cho Việt Nam. Người Mỹ đã đạt được điều gì từ miền Bắc Việt Nam ngoài việc trao trả tù binh? Vì lý do này mà miền Bắc cho rằng đó là một chiến thắng đối với họ, và họ tuyệt đối có lý khi nói rằng đó là một chiến thắng trong quan hệ với phía Mỹ. Mọi lực lượng hòa bình và công lý trên thế giới đều đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng, không chỉ riêng Việt Nam. Hiệp định Paris không được tôn trọng. Thực tế khó giữ được hiệp ước ngừng bắn giữa Bắc Việt Nam và chính quyền Sài Gòn. Làm sao người ta có thể hy vọng trên cùng một lãnh thổ, miền Nam Việt Nam, có thể song song tồn tại hai chính phủ, hai chính quyền, hai quân đội? Hiệp định vừa mới ký kết, cuộc chiến tranh lại bắt đầu. Một cuộc chiến đã kết thúc với sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger được đồng trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Cố vấn Lê Đức Thọ đã từ chối. Ông không muốn người ta nhầm lẫn giữa nạn nhân và kẻ xâm lược. Trong mắt ông, Kissinger mang một trách nhiệm nặng nề cho cái giá đầy bi kịch của cuộc chiến tranh này. Giữa bóng tối và ánh sáng, lịch sử ngoại giao bí mật đã phác họa nên những thành công và thất bại của riêng mình. Những bí mật đôi khi cũng được công khai, nhưng thường là chúng được giấu kín.
Từ thời xa xưa, trong lịch sử vĩ đại của các cuộc xung đột vũ trang, các cuộc đàm phán bí mật luôn luôn là chìa khóa hóa giải các cuộc chiến tranh và những bất đồng giữa con người. Những cuộc đàm phán bí mật giữa cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger kéo dài suốt 3 năm. Ròng rã 3 năm. Đàm phán vừa giống lại vừa khác với việc chơi cờ. Cái khác là cái giá của mỗi nước đi vô cùng lớn. Giữa bóng tối và ánh sáng, ngoại giao bí mật là vô cùng cần thiết. Một cuộc chiến bằng lời mà trong đó chỉ cần đôi câu chữ cũng có thể hủy hoại hoặc mang đến gần hơn nền hòa bình của cả một dân tộc.